bạn trở lại với kênh Hiếu Công Lông. Trong video ngày hôm nay tôi đã xuất hiện ở bờ sông Hồng các bạn nhé. Hôm nay là hẳn bãi để những đường kết thúc. Ngày hôm nay chiếc xe Công Lông siêu quốc tế sẽ chở 3 khối cát đến công ty Novel để cho con nhỏ các bạn nhé. Đến đây chở cát rất là nhiều. Các bạn có thể thấy những chiếc xe hổ hồ chạy trên con đường này rất là đông. Cái gạch ông hả, xem ơi. Đi đi.
bị thụt lùi rất là mạnh mẽ. Các bạn có thể thấy chiếc xe thụt lùi chắc chắn. Và khối cát các bạn nhé. Các bạn vừa được xem hành trình của bác tài xế công nông siêu khủng chế chở 3 khối cát các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp các bạn ở những video sau. Các bạn hãy đăng ký kênh để chia sẻ ủng hộ cho những video của mình. Để mình có cái động lực tiếp tục làm video phục vụ các bạn những pha cực kỳ gay cấn của bác tài xế công nông nhé. Tạm biệt các bạn nhé. Không làm cái đề cho đỡ vất vả. Các bạn tài xế công nông chạy. Tập này thì rời Tết thì việc nó hơi ít. Rất là tuyệt vời phục vụ bà con nông dân đây các bạn nhé. Cao kìa. Ai ông kè quả này ác đấy nhờ. Kè quả ao này hơi ác đấy. Cái đề cho đỡ vất vả. Hôm nay các bạn sẽ chế xe một khối các bạn nhé. Xe luôn. Các bạn có thể thấy xuất hiện trên bãi là chiếc xe công nông tự chế được trang bị khối động cơ của ô tô các bạn nhé. Đây là chiếc xe công nông được trang bị máy ô tô duy nhất ở khu vực mình. Trong video này vẫn là chiếc máy xúc Komatsu VC60. Đó, chiếc máy xúc cần dài chuyên đi Lào Vẹt Ao. Lâu lắm mới gặp sếp nhờ. Lâu lắm mới gặp sếp nhỉ.
lổ rất là tròn các bạn nhé, không đành đạch. Các bạn cùng tôi tiếp tục trở lại cái hành trình ra ruộng của bác tài chiến thắng với chiếc xe cùng lồng một khối khá là cũ kỹ các bạn nhé. Chuyến cát như vậy với giá thành 40.000 đồng, phải nói là khá là rẻ mạt các bạn. Không có ô tô nào chở với giá thành như vậy ra những cái con ruộng lầy lội. Bắt đầu vào cái hành trình rất là dài các bạn nhé. Cái con đường đi ra khu ruộng nó rất là con ít. Chiếc xe của bác Thắng khá là khói ăn dầu các bạn nhé. Và đây là cây cầu từ thời Pháp thuộc còn khá là cổ các bạn nhé. Cây cầu rất là nhỏ. Vâng, cháu bán công nông ông ơi. Đi không phải thật là dễ bị bố anh lắm không ạ?
chiếc xe rất là tuyệt vời phục vụ bà con nông dân đây các bạn nhé. Cào, ông kè quả này ác đấy nhờ. Kè quả ao này hơi ác đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Các bạn có thể thấy vừa rồi là một cái hành trình rất là dài bác tài xế. Tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn những video sau. Các bạn nhìn thấy con sông quê mình nhé. Rất là đẹp nhé. Ngày xưa tắm đây suốt đấy.